mọi người, ngày hôm nay Chewy sẽ ăn mì tương đen và chả lụa và gà chiên của bà ngoại Chewy. Và xin mời mọi người ăn chung với Chewy cho nó vui. Mà khoan, dừng khoảng 2 giây. Hôm nay Chewy sẽ quay kiểu khác chứ không phải là quay kiểu bình thường nha. Let's go. Đây, giới thiệu món ăn đây. Gà chiên đúng không? Dạ. Gà chiên của bà ngoại Chewy đúng không? Đây gà chiên. Và đây là mì tương đen đúng không? Dạ. Mì tương đen của Hàn Quốc kết hợp với chả lụa của Việt Nam đúng không? Chị ăn vậy thôi. Chị tự sáng tác hả? Tự sáng tác, tự chế thôi. Tự chế ra cái món này đúng không? Dạ. Hàn Quốc kết hợp với Việt Nam đúng không? Dạ. Rồi nhờ mắm mì nấu giùm đúng không? Dạ. Rồi giờ sao? Tại xin mời mọi người ăn chung với Chewy cho nó vui. Và mọi người hãy coi Chewy quay bằng cách nào. Xin mời mọi người ăn chung với Chewy cho nó vui nhé. Chewy sẽ bye bye mọi người nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Bye mọi người nha. Và tại Chewy vừa ăn mì vừa uống nước cho nên chắc là hơi no hả? Kết hợp những
Bây giờ chi ở trong clip này chi đã kết hợp chả lụa, mì tương đen, gà đều là món chi thích. Và bây giờ chi đã nấu rồi. Bye bye mọi người nha.